trong vòng cỏ đông đặc nghẹt trên Lục Bình hàng chục năm qua, làm đau đầu chính quyền địa phương. Thế nhưng mới đây, ở xã Ninh Điền, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, có một nam sinh lớp 12 đã tìm được một giải pháp vừa mang lại hiệu quả kinh tế, vừa góp phần khơi thông dòng chảy, giúp tàu bè đi lại thuận tiện hơn. Học sinh đó là Trần Quốc Khanh, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ, huyện Châu Thành. Do nhà ở gần sông Vàm Cỏ Đông, chứng kiến việc tắc nghẽn dòng chảy thường xuyên, nên Khanh đã lên mạng tìm hiểu cách xử lý cây lục bình thành phân hữu cơ. Là do nhà em sống ở gần khu vực sông Vàm Cỏ Đông, thì hàng năm vào mùa khô thì cứ lục bình lại sinh sôi nảy nở khá nhanh, khiến cho tàu bè di chuyển trên sông gặp rất nhiều khó khăn. Và từ đó em đã nảy sinh ra ý tưởng là làm phân hữu cơ từ cây lục bình. Và khi mà em nảy ra ý tưởng này thì em đã nghiên cứu qua các trang mạng và hỏi thầy cô về lợi ích của cây lục bình. Và sau đó em quyết định làm phân hữu cơ từ cây lục bình. Được thầy cô tư vấn chỉ bảo cặn kẽ, Khanh lấy tiền tiết kiệm mua một máy xay cỏ và thử nghiệm. Toàn bộ số lục bình được chiếc máy này xay nhuyễn rồi được Khanh trộn với sơ dừa theo một tỷ lệ riêng do Khanh tự đúc kết từ những lần thất bại. Trong cái công đoạn làm phân thì công đoạn quan trọng nhất của em là cái khâu chia tỷ lệ. Trong quá trình ủ của em đã gặp nhiều thất bại và em đã thử nghiệm nhiều mẫu và sau đó em đã tìm ra được một mẫu chuẩn nhất. Em cảm thấy càng vui hơn khi mình đã góp phần giải quyết được một số lượng lớn lục bình trên sông để tạo ra những sản phẩm có ích cho mọi người có thể sử dụng. Thông thường cứ sau 3 đến 4 ngày ủ, mẻ phân chuyển sang màu nâu đen, khi đó đã có thể dùng để bón cho cây. Hiện tại sản phẩm phân bón hữu cơ từ cây lục bình của Khanh đã được nhiều bà con nông dân cũng như một số chủ vựa cây tại địa phương sử dụng và đặt hàng với số lượng lớn. Tuy nhiên, do mới thành công trong việc ủ và tập trung cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, nên hiện trung bình mỗi tháng Khanh chỉ ủ ra được khoảng 2 tấn phân hữu cơ từ cây lục bình. Nhờ đó, Khanh đủ tiền trang trải học tập. Giải pháp của Khanh khiến thầy cô, những người trực tiếp hỗ trợ đề tài nghiên cứu cho Khanh cũng tự hào. Thì phân hữu cơ bằng cây lục bình thì trước đây đã có rất nhiều giải pháp đã làm thực hiện rồi. Nhưng mà chủ yếu của các giải pháp đó là sử dụng men vi sinh. Nên là cái ý tưởng sau này là khắc phục các cái nhược điểm của việc ủ bằng men vi sinh là như là nó tạo mùi hôi rồi và thời gian ủ lâu dài rồi chất lượng phân nó cũng chưa đạt yêu cầu rồi số lượng mà cây lục bình được xử lý nó rất là thấp thì cái giải pháp này thì nó khắc phục hầu hết tất cả các khuyết điểm đó và nó nâng cao được cái chất lượng của phân hữu cơ từ cây lục bình đáp ứng được cái nhu cầu cho người tiêu dùng phân hữu cơ. Hữu cơ này thì nhìn chung là sản xuất xong rồi thì cũng được đi kiểm nghiệm tại các cái viện kiểm nghiệm về phân bón của Đại học Nông Lâm. Rồi bên cạnh đó thì cũng tham gia được các đạt giải các cái kỳ thi khoa học kỹ thuật sáng tạo cấp tỉnh của tỉnh Tây Ninh và tỉnh Bình Dương. Về phía Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành thì đánh giá rất là cao cái sản phẩm của em vì nó đã góp một cái phần không nhỏ giải quyết các vấn nạn lục bình trên sông, giúp cho tàu bè đi lại được thuận tiện hơn. Và cái ý nghĩa thiết thực của em nó đã mang lại hiệu quả kinh tế rất là cao. Trong thời gian sắp tới thì Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Châu Thành sẽ có các cái bước tiếp cận để giúp đỡ cho em Khanh hoàn thành tốt hơn các cái sản phẩm của mình để đưa vào sản xuất đại trà, có những cái bước phát triển mới trong cái ý tưởng của mình. Hiện nay, toàn bộ phân bón hữu cơ từ cây lục bình do Khanh làm ra đều được các nhà vườn tiêu thụ sạch. Cách làm phân hữu cơ từ cây lục bình của Khanh từng nhận giải khuyến khích Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Tây Ninh và giải 3 Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương. Cách làm này của Khanh được các ngành chức năng tỉnh Tây Ninh đánh giá cao bởi góp phần xử lý vấn nạn lục bình nghẽn sông Vàm Cỏ Đông từ hàng chục năm qua.